Chào anh em nhé, hôm nay mình xin dẫn anh em cách để chúng ta có thể lắp ghép lại cái tủ đèn, gọi cái tủ gì đây nhỉ? Kệ để đồ 6 tầng đa năng không bánh xe, chất liệu thép carbon không gỉ. Đây là hướng dẫn của nó nhé. Thì ở đây chúng ta có thể thấy đó là tấm như này. Đầu tiên mình sẽ lắp ghép những cái tấm nền của nó trước, là tấm nó có những cái lỗ như vậy. Lỗ như vậy thì nó sẽ được lắp ghép với những thanh dài như thế này. Lắp này nha anh em. Tổng cộng là nó sẽ có mấy tấm như này nhỉ? 1, 2, 3, 5 tấm anh em ạ. Đây nó ghi là mấy tầng? 6 tầng luôn, 6 tầng. Sáu tầng thì có 6 cái tấm như vậy. Đó, đây là tấm cuối cùng rồi. À, tiếp theo là chúng ta sẽ lắp cái này. Đây, theo hướng dẫn của nó đây. 3 tấm 5, tấm 3 này. Đấy, 9 phân, có lỗ. Cho thả đi cạnh như này nha. Là chúng ta lưu ý là cái dài nó sẽ để dưới này. Wow, cái dài này để dưới. Ở bên này cũng như vậy luôn.
Cạnh dài ở dưới nha, nó phải đi vào trong. Đây nó có cái cạnh như này này, thì các bạn để là cái này nó chỉ dành cho những cái ở trên cùng thôi, là cái đoạn được cong ở trên cùng á, còn đâu là từ dưới lên trên là chúng ta để ta sử dụng các loại cạnh bốn này hết. Chúng ta để đứng lên nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ đóng những cái thanh số 4. Thanh số 4 là thanh 37 cm này này. Cái thanh số 4 này thì nó sẽ có 24 miếng. Thì chúng ta sẽ xem cái cuộn nào nó sẽ có 24 miếng này. Cái này chắc chắn là không phải. Thì chính là cái cuộn đây. Hai cuộn này ở đây chúng ta là một cái này là 12 miếng này. Miếng.
À đúng, sẽ sai. Sẽ sai. Nhớ là cái dài thì sẽ nằm ở dưới nhá. Rồi, đúng rồi. Lắp vô, cứ thế lắp lên thôi nha các bạn. Này mình quên rồi các bạn, quên là cái này phải ngoài ngoài. Thanh lớn ở ngoài, sẽ lắp lại cái thanh lớn này ở ngoài. Ôi đẹp luôn. Quên lắp cái thanh này, xin lỗi các bạn nha. À, lắp lại này, phải nó còn có một cái thanh ngoài nữa. Vậy chúng ta sẽ được phần khung là các bạn cũng có thể mường tượng là nó như thế nào ạ. Chúng ta sẽ lắp cái khung này, và hai bên này và hai cái này. Đây là cái đường này này và hai cái ngoài bên này là nãy mình quên lắp này.
đủ thế chứ. Lên đến hàng thứ 4 này là chúng ta sẽ sử dụng cái nhỏ ấy. Có nghĩa là cái này ấy, bạn thấy đây đúng không? Như ở đây ấy, thì chúng ta sẽ thấy là 4 là bốn cái hàng đầu tiên này này. Bốn cái hàng đầu tiên ấy, thì nó sẽ là dài, đâu hai cái cuối cùng nó sẽ là ngắn này. Hai cái cuối cùng nó là cái ngắn nha. Cái ngắn thì chúng ta sẽ phải dùng cái ngắn như này.
chân dài xuống này. Nhầm, đấy nhầm. Nhớ chân dài xuống nhé, chân dài cắm xuống này. Thiếu béo hết mẹ rồi. Rồi mình sẽ quay lại cái tủ này nhìn trông như nào. Đây nó sẽ như thế này các bạn, còn trong cái hình hình mà nó gửi cho mình nó sẽ như thế này. Để anh em nhớ là tất cả những cái cạnh dài này, cái móc dài này, cái này nó sẽ đi xuống nhé. Rồi, chúc em thành công.